Thưa vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng hôm nay thì Phạm Khanh đang có mặt tại tu viện Hoa Nghiêm ở trên đường First, tức là đường Bô Sa kéo dài thuộc thành phố Santa Ana. Ngày hôm nay thì tu viện Hoa Nghiêm tổ chức một cái chương trình lễ gọi là lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, và qua cái chương trình này chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái hoạt động sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt của những em thiếu nhi tại tu viện Hoa Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như lai nhiều tài là hóa thân Nam Mô A Di Đà Phật. Từ thời đề từ chúng tăng đồng kỳ vọng như nam nữ Phật tử đồng chúng tu Phật điều hóa nghiêm tu điều tốt nên nguyên công tường nhờ đến ngày nội cảnh thế giới Bồ Tát trong cõi đời tham khổ đồng hành vì xa nơi mưu tình lượng nguyện Bồ Tát soi sáng tâm tư chúng con mọi niềm nói nhau trong lào trắng điện về để mong về phòng mình thẳng trên kinh tàu nhiều năm pháp cho tình vô đúng như hành vi nghiệp của đã khi bỏ vào tâm này được sanh gọi Phật thánh tình nồng dương mừng giới phúc về yên thành pháp giới nhân sanh tâm giai thành Phật đạo. Là đạo và thánh chân chúng ta.
trên bàn đường khai sáng đường pháp nhẹ đơn còn hiến đốc pha mê lớn đời này và mãi đến đời sau tham nhân đến bồ đề tâm tâm hèn thói quyến và nên tham kiến lại nương về thưa quý vị, trong khi bên ngoài, bên trong chánh điện đang cử hành những nghi lễ lễ vía Quán Thế Âm thì bên trong nhà bếp của tu viện Hoa Nghiêm chúng tôi thấy là các cô ở đây rất là bận rộn chuẩn bị những cái đồ ăn thức uống đồ chay để mà chút xíu nữa lễ xong rồi thì phục vụ du khách bà con đồng hương Phật tử. Ngày hôm nay thì là nhà chùa mình có món gì đây chị? Dạ thì anh đưa cho chị cái trả lời chị. À rồi, món này hôm nay mình nấu món gì đây? Cái này mình các cô nấu cà ri đó anh. Cà ri chay có bún với giá rất là ngon. Bún giá, nấm nè, đậu hũ nữa. Wow, nhìn vô một cái tô cà ri hấp dẫn quá. Các bạn trẻ đến đây hôm nay đến thật sớm để mà phục vụ khoảng làm công quả cho chùa, một nơi sinh hoạt ngày chủ nhật rất có ý nghĩa. Chị cho biết hôm nay mình nấu bao nhiêu tô cà ri hết tất cả? Dạ khoảng 300. Dạ. Ngoài món cà ri ra còn món gì đặc biệt nữa không? Dạ nay là chủ yếu là cà ri. À nhiều món nữa, bây giờ chúng ta vô nhà bếp đi. Vô nhà bếp coi quý bà quý cô hôm nay nấu món gì đặc biệt đây. À có cái này giống như hoành thánh đó, phải không? Bà đang chiên gì đó bà? Dạ lăn cà tím lăn bột chiên. À. Với lại nấm hào. Vậy đó. Cà tím lăn bột chiên nấm hào. Dạ, nấm hào chiên luôn. Dạ. Ngày hôm nay đến đây để mà làm đồ ăn chay cho mọi người cảm thấy như thế nào thưa bà? Rất là vui. Rất là vui bà. Bây giờ chúng ta ra ngoài gặp các bạn trẻ nữa, các thanh niên trẻ cũng đang chuẩn bị những cái bàn ăn chay ở phía ngoài để mà chút xíu nữa phục vụ cho bà con Phật tử đồng hương. Đây vì thấy không, hàng trăm tô cà ri chay đang được các em trẻ ở đây xếp sẵn rồi. Chút xíu nữa là xong lễ là có thể phục vụ ngay cho mọi người. Wow, vào đây nữa cho xem cái nồi cà ri lớn quá đây nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow, cà ri tới hai nồi luôn. Dạ yeah. Cô đến được hồi nào để mà nấu cái nồi cà ri hấp dẫn quá vậy cô? Chị phụ thôi, tôi không nấu, người kia nấu. À cô này nấu nè, cà ri này có gì đặc biệt đây thưa cô mà thơm ngào ngạt luôn? Cà ri có đặc biệt là có nhiều thứ món và do đầu bếp chính của Hoa Nghiêm nấu. Actually tôi nói giỡn, tự vì tất cả mọi người đều hợp nhau vào nấu món cà ri này để đãi tất cả các đại chúng và sư ông ở đây. Yeah. Yeah. Khi mà được nấu nướng mà đãi mọi người như vậy thì các cô cảm thấy thế nào? Cảm thấy hạnh phúc. Vui dạ, dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Trong ngày lễ vía Quan Thế Âm này thì cô muốn cầu nguyện điều gì cho bản thân cô và gia đình? Tôi không cầu nguyện gì cả, tự vì Phật đã biết tôi muốn gì rồi và Phật không cho ai hết, mình tự làm. Theo đạo Phật là mình tự làm để mình hưởng được cái phước của mình thôi, chứ còn Phật không có cho ai cả. Tất cả những cái gì do mình làm và chúng tôi theo bức chương của thầy tôi dạy là phải làm cho đúng với con người con Phật. Dạ, thế thôi. Dạ. Phải làm thì mới được hưởng, chứ không phải là chỉ có cầu nguyện không. Chúng tôi rút ra được cái ý nghĩa từ cái câu chuyện gặp gỡ cô ngày hôm nay. Các bà các cô phải nói là đang chuẩn bị rất là ráo riết để lễ xong là lập tức phục vụ ngay cho bà con đồng hương Phật tử cái món cà ri chay của tu viện Hoa Nghiêm. Anh, các em ngày hôm nay đến đây rất là đông, làm gì đó thưa anh? Dạ thưa anh, thưa quý vị, hôm nay tụi em đến đây là Phật tử chánh trí đến đây để là giúp thầy làm lễ vía Phật ngày Quán Thế Âm Bồ Tát.
Dạ. Các em có thường xuyên sinh hoạt ở đây không thưa anh? Dạ, tụi em là chủ xứ ở đây, tụi em là sinh hoạt Phật tử ở đây, dân Phật chính trí ở tại tu viện Hoa Nghiêm. Dạ. Thế thì thường thường các em đến đây mình có những cái sinh hoạt nào cho các em thưa anh? Dạ thưa em, tụi em ở đây thì giống như các dân Phật tử khác, bạn khác ở đây, tụi em có dạy việc gửi cho các em và về Phật pháp, dạy Phật pháp và hoạt động thanh niên, cũng như là dạy văn nghệ cho các em, như là về có những lớp cho từng lứa tuổi các em về Phật Việt ngữ và như là từ Phật pháp cho các em. Dạ. Như vậy có nghĩa là các phụ huynh khi mà muốn đưa con em đến đây để mà sinh hoạt Phật pháp Phật sự như anh vừa nói đó, thì cũng được phải không? Dạ, thưa vâng ạ. Welcome tất cả các bác, các cô chú, có các em ở gần khu vực đây Santa Ana cũng như là cái vùng lân cận, xin đến tham gia các em tuổi từ 7 tuổi đến lớn tuổi luôn. Dạ. Thì các em welcome tất cả mọi người tới đây. Dạ. Sinh hoạt mỗi thứ chủ nhật từ 9:30 sáng đến 2:30 chiều ạ. Wow, một cái sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên cũng rất là bổ ích tại tu viện Hoa Nghiêm, thành phố Santa Ana.